Tiếp tục chuyến công tác tại huyện Ba Tri, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam cùng đoàn công tác đã đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ ba đơn vị gồm đồn biên phòng Hàm Luông, hải đội biên phòng 2 và tiểu đoàn huấn luyện. Đoàn nghe báo cáo tóm tắt những kết quả hoạt động thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2022. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam biểu dương và chia sẻ những khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ, duy trì trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, công tác phòng chống dịch COVID-19 và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý các đơn vị thực hiện một số nội dung trọng tâm trong thời gian sắp tới. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam gửi lời chúc đến cán bộ chiến sĩ và gia đình đón Tết vui tươi mạnh khỏe, mong muốn các cán bộ chiến sĩ luôn thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.